Thành ra hả anh, ai cũng nói trời đất ơi, bà nói bà nuôi 15 năm, nhiều khi không tin chú. Cái người ta hỏi đó sớm, ta hỏi, ủa bà đó, bà nằm bà nuôi nhỏ này tới 15 năm hả? Nói kia nói, trời ơi, bà nuôi 15 năm á. Chú biết bà có đi đâu? Cứ coi hết hả? Cá hả, con cá hả, gì hả? Rồi cái ra mua để rồi bắt đầu nấu canh, nấu nước lèo rồi cho nó ăn này kia. Rồi quay về phải lo cho nó chứ. Chú hay không nuôi cái này là khiến chú không có đi đâu được hết trơn. Ừ. Chú biết đâu phải như vậy nó thấy không? Nhiều khi ban đêm chú thấy không? Thấy con ta cỡ chen chạy dù dù này kia, nhiều khi chú biết không? Nằm là tủi thân một mình không biết làm sao giờ thiệt. Rồi khóc một mình à. Chứ giờ biết làm sao giờ. Thiệt cũng đã đợi trời đất chú không? Ba mới đi chợ về hả? Dạ. Bà phụ với bà phụ con với tay bà cầm cái cùi vô một con với bà phụ con với tay bà bưng vô một con để con cầm bực bịch gạo chứ bịch gạo nặng ha. Đây 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 để bà à. Bà mới đi chợ về luôn hả? Đi chợ về mới mới cửa hôm sau à. Có đóng cửa lại không? Đóng hết rồi. Dạ. Yeah. Cái đóng cửa rồi, đó đường. Dạ. Yeah. Đóng cửa rồi, sạch thố rồi. Ba cái con rồi, trời ơi, mệt lắm. Dạ. Bữa nghỉ hàng kìa. Vậy bữa mới đi lần. Ba bữa mới đi lần. Không dám đi thường. Đi thường nhờ biết là sao. À, bà. Hôm rồi á, con thay mặt anh Vũ Đạn mà hôm trước có giúp đỡ cho chị Kiều á. Anh con thay mặt là con phát 70 phần quà cho hoàn cảnh khó khăn á. Hôm nay con gửi đến cho bà một phần quà ha, của anh Vũ Đạn Việt Kiều Mỹ á. Vậy cảm ơn chú gì? Vũ, anh Vũ. Chú Vũ nhiều chứ không biết làm sao nói thiệt. Dạ. Con xuống con thăm chị một chút bà. Có hát cổ cho xe không? Dạ có, không sao. Đi phải. Chị nó đâu khỏe không bà? Cũng khỏe đó. Đi gì nãy bận áo tràn áo rồi này kia rồi mới gỡ mùng ra nè. Thở lạnh. Thở lạnh đó. Tuần đây nữa nè. Mới về mở ra đó. Sáng nay chị ăn gì chưa? Uống miếng sữa rồi đó. Giờ tính hai cái nặng sạn rồi nấu cháo. Hình như hôm nay con thấy chị nhỏ là đúng không? Không, cũng như vậy à. Tại vì tóc của chưa có hớt luôn mấy bữa nay đau lưng quá. Chưa có dám hớt nữa. Rồi hớt cái nghiêng qua nghiêng lại rồi một mình làm mệt mẫu lần hớt á, chú biết không, thay toàn bộ hết hết trơn. Thành ra cực quá trời đất, tôi nói ráng đi hai ba bữa nó cho phải khỏe cái lưng hả rồi hớt. Bữa nay chị có biết không, chắc là y trước đúng không? Cũng y vậy á. Nay tóc dài rồi đến nay là bao nhiêu năm rồi bà? 15 năm là tết nay có qua tết nữa 16 năm. 15 năm là sau khi mà bị tai nạn là chị nằm đến giờ luôn á. Nằm luôn tới giờ luôn. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi con quay nha? Này vậy 67 rồi. Bà 67 tuổi. Từ khi mà chị nằm đến giờ là bà đâu có làm được gì đâu. Không có làm gì hết trơn, cứ đi về cái nó nấu đồ ăn uống cho nó tập tiện mà đợi. Mệt lúc này lớn tuổi rồi mệt. Tại vì chú biết không, tại khi mà phải chỉ mình mạnh khỏe nói gì, nuôi cực khổ quá rồi à. Nuôi không biết được bao nhiêu năm á, đục cái mổ xương sống đi. Bây giờ á là cứ biết không, trời nó đau nhất, nhiều khi là đau nhất cơ, chú biết không, uống thuốc tay riết người ta lấy một xương. Rồi người ta chỉ hút rượu giờ ngâm 20 bữa rồi uống, rồi hôm nay uống cứ ta biết uống ngày hai cử, uống hai cử cái chung rượu nhỏ vậy mà sợ xỉn, rồi mình không hầu đó thì không uống rượu, mà bây giờ biểu ngâm vậy uống mà ráng cũng ráng tấu ráng uống. Bà kia mới nói phải uống ngày hai cử mà mình uống có một cử. Rồi cái bà biểu hôm qua bà lợi bà la bà nói bà ráng uống cho hai cử đi, tôi nói uống rồi sợ giặt đồ được đạt không được xỉn lo mần nó ăn sao được nó đó, khổ bà, vậy bà ngồi trên ghế bà nó khổ bà, vậy á. Cái bị đau lưng thì giờ chưa đỡ à? Cái lưng này giờ chú biết không, nó xẹp. Dạ. Nó xẹp mấy thôi, mấy bà mấy ngồi trên ghế đi. Mấy mắt xương sống luôn á, con nó mỏi rồi. Mình xẹp mấy mắt xương sống, giờ ta xương sống hẳn vậy còn mình xẹp như vậy nè. Thành ra bây giờ chú biết ha, đau lưng vậy lắm.
đau mà giờ hết hết muốn tay rồi, uống tay riết người ta nói bà uống hôm đó này lâu lắm rồi, nhưng mà uống mà riết một xương bà rồi bà chết á, bà bỏ nhỏ này ai nuôi. Cái tôi mới nói trời ơi vậy giờ sao giờ, cái bà kia mới chỉ hút rượu, bà mới ngâm ngâm mà uống á, rồi ngâm rượu rồi hút rượu uống á, chứ trời đất ơi mà không nổi. À, bà lâu nay rồi chị Kiều rồi có khỏe không, sức khỏe ăn uống là có bình thường không? Thì ăn cũng ăn bình thường vậy á. À, dạo này rồi chị có bị lở loét gì không? Không. Hay trời. Bà nuôi 15 năm mà thấy sạch sẽ vậy. Trời ơi, cũng bà... nhiều người lại người ta coi ta cũng thầm nói gia đình ta nuôi 2 người được mà sao mà 3-4 tháng bị lở. Ta hỏi giờ có thuốc gì trị, tôi nói thuốc gì ăn khua ngủ thì ngủ suốt đi, còn tôi đâu có dám ngủ. Chú coi coi vậy, tôi để cái đồng hồ tập luyện bóp tay chừng tôi hết cả người nó luôn mà mặt này đầu cổ làm hết cả người nó 11-12 giờ đi mới ngủ được. Hạ xuống ngủ, ngủ rồi mặc vào mình cho nó ngủ rồi mình cũng ngủ. Chừng 1-2 giờ bắt đầu phải dậy rồi. Tệ lắm đó là 2 giờ hoặc là 3 giờ phải dậy nghiêng mình nó lại lại rồi. Chút chú ngủ cho nằm vậy nè, một tuần lễ nằm nghiêng vậy nè, nằm đi vậy nè. Đỡ chết luôn. Rồi chú biết không, trở rồi hả, chừng 4-5 giờ phải chú phải trở nghiệm hả. Chứ chú cho nằm nghiêng bên này nghiêng bên kia chứ đâu phải nằm suốt được. Tôi nói trời đó cơ nuôi nó trời ơi. Dạo này bà có còn tắm lá chè xanh không? Quái, khỉ miên. Dạ, con nghĩ chắc nhờ là tắm lá không, chè xanh. Không, đó. không có. Chú biết không, tôi cho nó đi chợ về vậy nằm ha. Chừng 2 tiếng hồ chứ ấy, chứ chừng 3-4 tiếng hồ, chừng 3 tiếng rồi nó đỏ. Tại người nằm nó chú biết sao, da nó mỏng. Không biết ha. Dạ. Nó dễ bị đỏ lắm, nghiêng qua nghiêng lại này kia tùm lum tà la cứ nằm mà hả, chứ mà để cho nằm hả chừng vài tiếng hồ nó đỏ, tại vì da mỏng lắm, da mỏng lét. Rồi lâu nay rồi có con với lại chồng chị có về thăm không? Hôm bệnh dịch nay con đâu dám về. Ở bển nữa chứ giờ không ai dám về hết trơn à. Rồi ông chồng của chị cũng không có về đúng không? Không có về. Đứa con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị nó nằm 15 năm, con nó này 15 tuổi rồi. 15 tuổi là con gái con trai con kìa. Gái. Gái. Nó mệt chú ơi rồi. Nuôi ai cũng nghe nói 15 năm ai cũng bắt đầu hết trơn. Tôi nói giờ tôi nuôi riết giờ nghe sức khỏe tôi yếu. Ủa bà, sau khi mà bị tai nạn là chị là thời gian bao lâu là ông xã của chị là có vợ khác à? Chắc cũng khoảng 4 năm mà, chắc cũng khoảng 4 năm. 4 năm à? Chắc khoảng 4 năm. Thấy con nó thằng trai nó nay cũng 8 tuổi 9 tuổi rồi đó, thằng trai 8 tuổi chứ. Là con trai riêng con trai vợ kia Rồi đứa nhỏ con gái nữa. Thỉnh thoảng là anh chồng chị có về để thăm chị Kiều không? Thì chừng nếu mà không bệnh dịch đó, thì lâu lâu cũng về thăm. Khi nó bị là tôi không có ăn uống gì được hết trơn. Tôi tính tôi chết trước nó rồi chú, khỏe cái chú hậu còn mấy chồng tôi còn sống. Cái tôi về tôi nấu nước, tôi nấu riết và băng, tôi nấu hết nấu, tôi đi hết nấu. Bà nói tụi bay về bay khai khới bay cho má bay sao chứ giờ chở nó đi chích để nó chết, ta thấy giờ nó không ăn uống gì hết trơn. Tôi uống sữa không mà tôi đi hết nổi rồi. Cái bà nói ta thấy nó giờ cơm nó không ăn mà giờ nó uống sữa mà ta thấy nó đi nay chuyển liễn mà giờ nó mệt này kia. Cái con nhỏ con dâu nó về nó nói kêu má đi vô nước biển chứ giờ má thương tụi con chứ giờ nó nằm vậy giờ má mới chết nó bỏ mấy đứa cháu ai lo này kia. Cái tôi nói không giờ má chết chứ giờ má không đi. Cái nó không đi bắt đầu hả, thằng chồng nhỏ này về, bắt đầu chồng nhỏ này về chở tôi đi tôi không đi. Tôi nói má chết nhà nó nói giờ để rảnh là con nuôi vợ con rồi bà chị thì nuôi má. Chứ giờ để má nằm đây rồi má chết má không thương tụi con ha. Tôi nói không má không đi. Cái năm nãy không đi cái con dâu về nó nói cái đường họ mần quá trời quá đất nè, đường họ mần đây nè chứ hậu đường đất đỏ, đang mần mà. Dâu nó nói giờ má đi không má, nói hậu ta không đi đâu, nghĩ chứ không đi. Nó nói giờ không có má chồng còn sống mà, má nói nó mà không đi còn cột má còn khái lên xe. Tôi sợ nó làm tưởng cột cái khái hồ cừu chết đi. Tôi nói không vậy để tao đi, tao leo xe tao chở tao đi. Chở đi vô nước biển rồi này kia tôi biết tỉnh mấy ngày tôi biết tỉnh rồi tôi lên nuôi nó luôn á. Chứ tôi tính là tôi chết trước rồi đó. Tôi hỏi chú chứ bây giờ nó nằm vậy mà giờ sao giờ mình sao được rồi. Tôi rầu riết tôi không ăn uống riết má chồng của nó chắc nó chết trước nhỏ kìa. Khổ gì mà khổ nhỏ này quá trời quá đất mà
nuôi hỏi chú chứ đặt rầm không mà hỏi chú khủng hổ sinh sống thôi nè, khổ cực khổ nơi lên nơi xuống vậy mà còn phải ăn làm mà bác sĩ hầu đó chú biết không, tôi mổ có được 4 tháng à, thì tôi gỡ chồng nó được 4 tháng, cái tháng thứ ba là tôi kêu ông kia ông chở tôi đi giùm, ổng đi xe ôm á, đường ông Phú Xã không là đá cục cục vậy nè chứ đâu phải đường vợ đâu, tôi nói chú ơi chú chở tôi đi nhẹ nhẹ em chú, tôi cũng mang cái đai vậy nè, ổng cũng sợ, có tôi nói tôi nhớ con tôi quá à, tôi mua sữa tôi qua tôi không có mà giờ á, tôi đóng cửa tôi đi mà bây giờ á, chú chở tôi, ổng đi đường ông Phú Xã đá không u u nằng nằng rồi sao chở bà đi được, tôi nói chở tôi đi nhẹ nhẹ chú chở tôi đi, tôi nhớ những kiều quá, tôi nhà tôi nhớ nó quá đi, cái bắt đầu ổng chở tôi đi. Chở đi qua là tháng thứ ba là đúng 3 tháng tôi qua tôi khanh nó thì nó không có lỡ. Tháng thứ tư tôi cũng mua sữa rồi tôi qua tôi khanh cũng kêu ông xe ôm này đi chở đi với tôi. Qua thì nó lỡ, cái tôi khóc quá trời, tôi nói giờ vậy lỡ chết chứ sống gì nấu rồi sống con. Nói chồng nó vậy, chồng nó nói là má đi coi người ta nuôi á, chứ mơ nào má mới coi, lỡ là chết. Bây giờ má đem về má cũng nó chết, mà má để đây cũng chết. Tôi khóc quá trời, tôi nói thôi giờ má đem nó về, cái nó nói giờ xe nào chở, cái xe nào đi thì để con kêu ngày mai hả rồi chở nó về, chứ như con sạn cũng như đồ nào nó bận nãy kia rồi mai rồi chở qua má, mà nhưng mà má mới mổ đây rủi ông thứ hai ông la ông nói giờ má mới mổ đây má mới tháng mà sao má đem nó về nuôi, nó nói là con của má có quyền rồi má đầy má đem về má nuôi chết bên má chứ má không cho chết bên này đâu. Rồi cái nó kêu xe taxi nào mở hổm chở qua đó, rồi nay chở về đây, chở về đây rồi. Trời ơi chú biết 4 tháng làm sao tôi nuôi, tôi ẩm nó nổi. Tôi mai cái gấu này tôi lăn bên này, tôi lăn kia, tôi lăn tôi trở riết 3-4 tháng sau chồng về thấy con phục má hiểu. Con thấy nở là chết mà về má nuôi vậy là má hiểu. Má tài tình dữ lắm. Nó mua con chai thuốc 120.000 hầu đó có ba đứa vậy nè. Nó bác sĩ cho ngang để xịt nữa mà nhớt như dục không, tôi không xịt, tôi cắt đó. Nó đem khi nó về tôi đưa nó nói nè, cho thuốc này má không có sức. Tự nên má làm nó cho nó hết thôi chứ má không có sức. Nó trời đất ơi, thuốc mà má không sức nữa không, má không sức của y nguyên đó. Đó. Cái nó coi, cái nó nói thiệt, không ngại hay quá. Đó. Còn đàm chú biết không, nó đuôi ra nó là uống cho thuốc ở nhà Hương và Bình chú biết hả? 3 tháng trời, một ngày là 3 cử, không hết. Về tôi nặng chanh á, chanh với đường phèn á, tôi ra ngoài sáng sớm tôi mua nửa cái chanh, cứ làm tôi nặng chừng 3 trái, cái đường phèn á tôi làm nhuyễn ra, cái bắt đầu tôi chưng như chưng mắm, cứ ngày hai người tôi chủ muỗng, hai người tôi chủ muỗng, cứ vô hai người ra làm điếc, tới giờ đàm không lên, chứ đàm lên khò khè lắm, lên thiệt chú, dễ nín thở lắm á, mà tôi chủ là hết á. Tôi cũng chỉ cho mấy người nhiều lần người thì, đó thật sự đó, con cũng như là những khán giả mà xem video đó, thì nghe sơ qua là 15 năm mà chị làm như thế này thì biết là bà nuôi là như thế nào rồi. Nó rất là công lao luôn á. Chỉ có một người mẹ mới nuôi được như vậy thôi. Chứ con không có hỏi nào nuôi mẹ được nhưng vậy mà không có là lỡ lét, rất là sạch sẽ luôn. Hay thật. Xong mơ là tôi làm ha, cũng vệ sinh đồ này kia, cũng chà răng đồ cạo lử đồ nằm này kia sạch sẽ hết đó. Thành ra ha, ai cũng nói trời đất ơi, bà nói bà nuôi 15 năm nhiều khi không tin chú. Cái người ta hỏi đó sớm, ta hỏi ủa bà đó bà nằm bà nuôi nhỏ này tới 15 năm hả, mấy người kia nói trời ơi bà nuôi 15 năm á, chú biết bà đi đâu cứ coi hết ha, cá hả con cá hả gì ha, rồi cái ra mua để rồi bắt đầu nấu canh nấu nước lèo rồi cho nó ăn này kia rồi quay về phải lo cho nó chứ chú hay không nuôi cái này là khiến chú không có đi đâu được hết được. Chú biết đâu phải như vậy nó thấy không, nhiều khi ban đêm chú thấy con ta ăn cỡ xe chạy dù này kia, nhiều khi chú biết không nằm là tủi thân một mình không biết làm sao giờ thiệt, rồi khóc một mình chứ giờ biết làm sao giờ thiệt, cũng đã đợi trời đất chú ơi. Nó khỏe hơn. Cái gì thì giờ bà cũng lớn tuổi rồi, cố gắng là đừng suy nghĩ nhiều. Đừng suy nghĩ nhiều rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe rồi không có lo được cho chị. Rầu lắm dạ. Chú. Nhiều khi á chú biết không? Mấy người nó ủa trời ơi sao bà ngủ được tôi một chút trước đây một đêm vậy tôi ngủ chưa chắc ngủ hủ tiếng đâu. Tối ngủ đâu? Hãy cái bố này chú. Nằm dưới đất nè. Không. Mua cái bố rồi cái ngăn mùng, cái đó sợi dây đó. Dạ. Cái sợi dây này, neo nó sợi dây. Ở đây sợi dây
rồi thả cái bố xuống cái bỉ là mình nằm ngủ chứ à. Ngủ dưới đất, ngủ hơi đất là, trong suốt 15 năm qua lúc nào bà cũng nằm cạnh chị hết, nằm vậy chứ đi nằm đâu dám nằm xa vậy thì đau lưng đúng rồi, có bố vậy cái ghế xếp à. Ờ, cái bố xếp nhưng mà cái hổm nó nằm cái bố kia nó thủng rồi cái bắt đầu ha gỡ cháu nó mua cái bố có tấm này không, có tấm này mình rải này để cho nó êm à, lấy cái mền lấy cái mền cái trải ngang chú cái lưng nè, con sợ vậy nó đau lưng nữa chứ không, rồi cái mền rồi cái bắt đầu mua cái ghế bố này nè, nó thẳng luôn vậy nè, nó thẳng băng luôn vậy. Còn hôm đó cái bố kia mình không biết á, nó nằm được nó dễ bị nó không có thẳng lưng được, còn cái bố này nó thẳng như cái giường này nè. Rồi nằm cái nó thẳng ra rồi cái bắt đầu lót mền mà nằm, chú biết từ hồi đó giờ đem nó về là phải nằm với nó vậy nè, cũng như nhiều khi nó đi tiểu bắt đầu nó nhiều khi nó cũng cựa mình hoặc là hầu nó cũng hứ là ướt á, ngủ không được á chú. Là tôi phải bật đèn lên là tôi khai nó chứ nuôi mà cỡ giường ta bỏ suốt luôn là phải cái chú chết cậu mấy cái vậy nữa đừng nói chi. Bà năm nay là chị là 39 tuổi đúng không, 39-40 rồi đúng không? 39-40 rồi, tôi tức con chó hả? Vậy là chị bị tai nạn hồi lúc 25 tuổi. Không biết tôi giờ biết mà hồng mấy tuổi rồi. À, bà trong mùa dịch này là sao? Cuộc sống của bà sao? Có cơ gạo, mắm, muối là có đầy đủ không? Thì cũng có ăn cũng được, cũng có ăn cũng như tại vì họ cũng không có, họ cũng không đến đâu mà họ cho mình nhiều, tại vì mình dịch này họ nói ai cũng sợ lắm, ai cũng không dám đi. Bà chắc cũng hỏi rồi hàng tháng rồi chi phí đâu mà để lo cho chị? Thì cũng như giờ cũng như cô bác nào ấy cho ha, bạn bè nó này kia cái mình để dành. Cũng phải để dành mua sữa mua sùng. Hổm cũng vậy, nó cháo đồ sẵn sàng này kia cái bắt đầu dừng chừng cái hết đâu, cái đâu dám đi được đâu. Cái bắt đầu cái cô bên đây nè, cổ bị có cái số điện thoại cái quán đó, cái cổ bị nói trời ơi, cháu con Kiều hết hả bà Năm, tôi nói hết rồi mà giờ không dám đi, bị nó ngăn ngay đây nữa chú, đâu có đi được cái làm cái chốt ngăn ngăn gì vậy nè, đâu có đi được, đâu có qua được, mình đâu có qua được đâu. Cái điện cái cô đó, cô đem lại đó bắt đầu cái cô này cô lấy giùm cô xịt cồn rồi này kia, cô đem về cô đem nói bà dặn cháu rồi giờ con dặn khùng nè, không người ta đem nào tới vậy con đi lấy luôn, sẵn cổ đi mua đường đồ cô gọi nó khỏi luôn á chứ mình đâu có đi được, nó làm cái đó đi không được, đâu có được đâu. Rồi hôm đó bị gỡ rồi bây giờ ta mới đi được chứ đâu có đi được. Rồi cái bắt đầu gọi điện thoại cái bắt đầu ta đem tới. Thưa bà thì hôm nay con đến đây thì trước con thăm bà với lại chị ha, sau thì con cũng trao cái phần quà. Sau đó thì con cũng gửi thêm cho bà là 500 ngàn của chị Hồng Cúc ở Đài Loan á. Con gửi cho bà 500 ngàn rồi mua sữa cho chị uống ha. Cảm ơn người nha, cô Loan vậy kia. Cô chị Hồng Cúc ạ. Chị Hồng, cô Hồng Cúc vậy á. Giúp đỡ cho em Kiều, tôi cũng rất cảm ơn cô. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho chị bà nha. Cảm ơn chú nha. Thôi con về bà. Bà giờ có đi chợ nữa không? Không, giờ nấu ăn cho nó. Yeah.